này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ xây nhà nha các bạn ơi. Đây là cái giường của Happy nè các bạn ơi. Rồi đây là gọi là cái đèn. Đây là cái phòng ngủ đó các bạn ơi. Nói chung đây là phòng ngủ. Đây là gọi là cái phòng vệ sinh nè. Rồi ở đây là cái phòng khách. Nhưng mà Happy chưa biết trang trí gì hết các bạn ơi. Đây là số tiền của Happy nè. Đây là shop nè để mua mấy cái map nè. Nhưng mà Happy không có mua map. Đây là nhân vật của Happy các bạn ơi. Rồi xong bây giờ Happy sẽ đi ra ngoài nha các bạn ơi. Rồi Happy đi ra ngoài để Happy chơi nha. Bây giờ Happy tắt cái này xuống một cái. Đây là heo của Happy. Đây là nhà của Happy đó. Rồi bây giờ Happy sẽ đi lại đây. Người ta kêu Happy đi đâu Happy không biết luôn. Đi ra cái lối này nè các bạn ơi. Hình như đi chơi hay đi đâu á. Rồi vô thôi. Wow, chỗ này là thấy bánh kẹo nữa các bạn ơi. Nhìn giống thôi chứ không phải đâu nha. Đây là tí rồi. Không được nhảy xuống hồ. Không được nhảy xuống hồ nha. Đó, chứ ai đâu mà nhảy xuống hồ đúng không bạn. Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết hồn hết chứ. Tưởng là cái hộp biết đi chứ. Rồi người ta kêu Happy đi vô đây. Happy đi vô luôn. Người ta kêu Happy vô đây, Happy đi vô luôn nha bạn ơi. Chứ Happy đâu biết gì đâu. Happy đi theo thôi chứ sao. Hello. Bạn này kêu gì Happy không biết nữa. Happy có bé nè. Trời ơi cưng ghê. Bỏ bé xuống đi. Này là Happy sẽ trúng mấy cái em bé hiếm. Hiếm thì là màu tím nha. Còn gọi là bình thường ha. Mấy cái em bé bình thường thì sẽ trên đây thôi. Hình như đây là bé hiếm nhất luôn á các bạn ơi. Còn mấy cái bé màu vàng nhất là mấy em bé bình thường thôi. Happy mong là Happy là bé. Mong là Happy bé hiếm. Nhưng mà thôi. Đây là gì đây? Bán gì vậy? Happy không biết. Để Happy coi. Ông này ông bán đồ ăn hay gì á. Mấy đồ ăn cho bé hay gì á. Mà thôi, bây giờ Happy sẽ đi ra ngoài nha. Tự nhiên ông kia Happy đi vô đây chì nữa. Không biết luôn, hết hiểu ông luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ Happy đi ra. Happy sẽ đi ra nha bạn ơi, nhưng mà đi ra không được. Đi đường này nè. Đây mới đúng nè. Ủa? Được rồi các bạn ơi, đi, đừng ra đây. Baby hả? Gì vậy trời? Happy nằm ở trong đây cho người ta tem Happy đi hả? Ok, bây giờ Happy sẽ chờ. Rồi xong các bạn ơi, bây giờ Happy đã làm em bé rồi. Ui này là gì đây? Trời ơi, bạn này lại chỉ đứng chơi thôi. Hello. Mấy bạn này dẫn nhiều thú cưng đi quá. Hello bạn. Hello. Bạn nó làm gì vậy? Ui sao mày nó bay luôn vậy? Nãy mà nó mới bay luôn á các bạn ơi. Hay ghê á. Happy. Sao mấy bạn này đi đẩy Happy quá chừng. Ở đây chúng ta có thể mua bé và mua xe đạp. Nhưng mà Happy thì ngược lại Happy thích mua xe đạp hơn. Đó. Ây da. Happy muốn ngồi trước. Ai ngồi ở trên không? Có ai ngồi ở trên không? Bị đứng trên vai của ông già Noel nè. Này là mấy cái món đồ chơi các bạn ơi mua. Bây giờ Happy sẽ đi về nhà nha. Happy muốn về nhà quá. Là gì vậy? Nó là bạn bè thôi. Em gì vậy? Happy lên Happy chạy xe đạp. Cái gì vậy? Sao lên chạy không được? Rượu. Gì kỳ vậy trời? Sao không chạy được các bạn ơi? Đây là gì đây, để Happy vô coi thử. Ok, Happy đã vô rồi nè bạn ơi. Đây là gọi là cái chỗ mật âm. Wow, quá nhiều âm luôn, dễ thương chưa. Ở đây là cái chỗ ngồi. Đây lại như là một hòn đảo vậy. Đúng là một hòn đảo nè. Cái ly bị nát rồi. Trời ơi. Các bạn muốn xem không? Ở đây không có gì hết. Oh my god, mà ở đây có là sao? Nó rất là khó hiểu luôn nha bạn. Đây là chỗ mua xe, bây giờ Happy sẽ đi vô Happy mua xe. Nhưng mà Happy nhớ lại là Happy có rất là tiền luôn. Đó rồi, xong đây là những chiếc xe rất là dễ thương luôn nè. Nhưng mà Happy không có được tiền để mua. Nên bây giờ Happy sẽ mua một cái chiếc nào đó. Happy còn nhỏ nên Happy sẽ mua những cái chiếc kia. Nhưng mà thôi, Happy không có đủ tiền, Happy đi ra. Happy đi ra. Happy muốn đi về nhà, để Happy đi về. Happy đi tắm chứ. Tại vì Happy khát nước này. Rồi xong Happy còn muốn đi tắm nữa, thôi đi về. Ok các bạn ơi, bây giờ Happy đã về tới nhà rồi nè. Happy sẽ đi tắm. Happy sẽ đi tắm đó, Happy đi vô. Ui, trời ơi, trong đây ngập nước luôn các bạn ơi. Ghê quá, ngập nước luôn. Ê, sao vô nhà Happy vậy? Ủa, tự nhiên bạn lại đi vô nhà của Happy nè, nhà Happy mà.
đói nè, nên bây giờ thôi chắc Happy phải đi ra ngoài các bạn ơi. Ra ngoài để ăn thôi. Ok, Happy sẽ đi ra ngoài, đừng Happy đi ăn nha các bạn ơi, chứ Happy đói quá. Happy sẽ dẫn hai em bé của Happy để đi ăn chung nha, cho em bé này vui nha. Ôi mém xíu Happy đi vô lộn cái bình này. Đây đó, thì Mia nè. Ok, hello. Hello chú. Ăn pizza, bớt. Cái này nữa. Rồi xong bỏ vô đây. Rồi và bây giờ mình sẽ chờ thôi. Ghế ngồi. Chờ 3 giây nữa. 2, 1, xong. Lấy pizza thôi. Ok, ăn pizza các bạn ơi. Nhầm, cho hút cơm ăn pizza luôn. Nhầm. Pizza hay bị tự làm như thế này. Tại vì chỗ này là tự làm nha. Rất là ngon luôn nè. Cho bé ăn luôn. Cho bé bé trứng ăn luôn nha. Đó, bé trứng ăn chung với Happy. Rồi thôi, bây giờ Happy sẽ ăn thêm pizza nữa. Pizza ở đây rất là đã luôn nha bạn, ăn rất là ngon luôn. Đó, cho thật là nhiều cái này vô luôn. Cái này là gì? Rồi xong, bỏ vô đây. Ờ, cái này là gì đây? Happy không biết nữa. Đó, hello, cho em bé ăn nè. Thôi cắt đi. Đi nè, em bé là đi về. Ăn no rồi, bây giờ đi về em bé ơi. Rồi xong. Và bây giờ Happy sẽ đi giới thiệu cho các bạn xem ở cái khu mà gọi là cái khu mà Happy ở nha. Không phải khu Happy ở, đây là gọi là cái chợ nè. Ui, đây là chỗ gì nè, để Happy vô thử. Hình như đây là chỗ bán sô-cô-la hay gì á. Oh my gosh. Oh, đồ chơi lớn hơn Happy luôn. Cái chỗ này chơi trốn tìm là vui luôn á các bạn ơi. Chỗ này chơi trốn tìm là hết bài luôn. Đó, chỗ bên đây nè. Ôi, đây là bộ đồ chơi khổng lồ luôn nè. Rất là đã luôn. Hello chú. Để Happy mua đồ của cái chú này. Rồi xong. Bây giờ Happy sẽ đi lên lầu. Happy lựa đồ chơi. Ở đây là gọi là cái khu khổng lồ hết. Nên chúng ta có thể mua những đồ chúng ta thích đó. Rồi lên đây. Trời ơi, nhưng mà cái này to lắm luôn á. Ui to quá. Tại vì Happy còn nhỏ xíu. Ây da, rồi xong té luôn. Đây là những món khổng lồ, đồ chơi khổng lồ này các bạn ơi. Đã chưa. Đây, bây giờ Happy sẽ lựa món. Ui đồ chơi nè. Thôi không mua. Còn bao nhiêu tiền này. No, trời ơi không mua được. Mua gấu bông. Gấu bông hả? Mua có 6 tiền à, 60 tiền. Thôi mua chiếc xe này đỡ chơi đi các bạn ơi. Màu gì đây? Ok, màu đó đi. Rồi xong. Ơ, xe đâu rồi? Đây, chạy xe nè. À, trời ơi, mình ra ngoài mình mới chạy được. Để bây giờ Happy chạy ra ngoài, đừng Happy chạy xe nha. Ok, xong rồi. Đây, ba lô của mình mà nó cũng chứa nổi cái này luôn hả? Chạy nè bạn ơi, run. Chạy xe một bánh. Thì đạp một bánh các bạn ơi. Đã chưa, em bé của Happy chạy theo một vòng vui quá nè. Thôi, ây da, trời tâm rồi chứ. Happy chưa chạy quen cái xe này chạy hơi bị khó luôn. Ây da, tè các bạn ơi. Các bạn nào không có biết chạy đừng có bắt chước Happy nha bạn. Té đó, ui. Thi lên cái rồi. Rồi chúng ta sẽ đậu xe đó đi. Rồi đi lại đây chơi. Chơi nhảy cao quá. Rồi thôi, Happy không chơi nữa. Happy lên xe, Happy đi. Ôi trời, có bạn còn. Có chị nữa, trời đã chưa. Đó thôi, bây giờ Happy sẽ đi về nhà nha. Mà thôi, đi về nhà thì chán lắm. Nên bây giờ Happy sẽ gọi là đi tìm những cái mấy cái khu gọi là vui nha. Vui để chơi á. Ở đây là khu gì đây? Đây là gọi là cái chỗ để chơi. Đây là cái ông để làm gì nó không biết nữa. Trời tối rồi. Thôi, đi ngủ thôi các bạn ơi, đi về nhà ngủ. Thôi Happy đi về nhà, Happy ngủ nha. Để em bé của Happy khát nước luôn. Happy lấy chiếc xe ra. Lấy chiếc xe ra chờ chút. Đó, lấy chiếc xe ra chạy. Chạy về nhà nha bạn ơi. Rồi anh chạy về nhà thôi. Đậu xe ở đây đi. Thôi vô nhà. Thôi vô nhà rồi. Thôi đi ngủ bé ơi.
bye em bé nha, em đi ngủ. À quên, em đi ngủ đây mới đúng nè. Dù thôi ngủ. Em bé sẽ ngủ cho cho cái ống này nè nó chạy chừng. Chứ nè mà nó đầy đây, em bé của em đi ngủ rồi này còn ngái nữa các bạn ơi. Đó, ngái lớn hơn em đi nữa. Ngủ. Cho em bé ngủ đi. Em bé cũng phải chờ cho ngủ xong nữa các bạn ơi. Rồi sắp xong rồi, đủ 100 năm mấy, 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy, 9 mấy, 100. Rồi thôi, bây giờ em bây giờ đi tắm. Trời ơi cái bồn tắm nhìn mắc cười quá. Mà ở nhà Happy không có nước nha. Mà sao có ly nước này nhưng mà không có nước. Trời ơi. Cái giường này Happy còn nhỏ, Happy không có ngủ được nha bạn ơi. Happy lớn Happy mới ngủ được. Em bé của Happy khát nước rồi. Rồi bây giờ Happy dẫn em bé của Happy đi uống nước nha. Quên rồi chứ mà em bé của Happy. Oh no. Em bé của Happy để nhà rồi. Mệt thôi. Không sao các bạn ơi. Có gì tí Happy sẽ dẫn em bé của Happy đi. Happy đang nói bụng nha bạn. Chứ Happy không có nước nha. Trời ơi đó. Bây giờ đó. Nói chung là đủ lại đồ ăn hết. Rồi để vô chờ đúng 10 giây. 3, 2, 1. Ok, có bánh mì già để ăn rồi. Ăn thôi, nhum 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 nhum. Ngon quá các bạn ơi. Nhum nhum nhum. Rồi xong, ăn mì bí nữa là no. Và nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực để giới thiệu mấy cái khu phố này nữa cho các bạn xem nha các bạn ơi. Và giờ thì bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.